Lâu lắm rồi tôi đợt này mới đi xe khách các bác ạ. Đây là bến xe Gia Lâm đấy. Đấy. Cho nên trong cái hình ảnh của mình là cái bến xe khách nó vẫn còn ồn ào và nhộn nhịp. Đấy. Đấy, và nó cũng hơi lôi thôi một tí, nhưng mà hôm nay tôi mới trở lại cái bến xe Gia Lâm này thì tôi mới được chứng kiến là cái dịch vụ xe khách hiện nay nó khác hẳn ngày xưa ấy. Đây là những cái cửa bán vé. Đấy. Có thể nói là ngồi trong vào đây thì người ta phục vụ rất tận tình, vào mua vé thì được chỉ dẫn đến tận rất kỹ đến tận nơi. Đầu tiên thì mình cũng thấy là người ta chào mời mình cũng thấy tưởng là nó như ngày xưa, nhưng không phải. Bây giờ người ta chào và người ta đón mình nó như là khách quý. Thế thì có hai cái vị trí mà bán vé, đó là cái chỗ bán vé chung và cái chỗ bán vé riêng của từng hãng. Thế vào trong cái phòng chờ để mua vé hoặc là mua vé xong ra đây chờ thì nó chả khác sân bay tí nào, nó cũng mát mẻ như thế, cũng điều hòa mát mẻ, quạt rất mát. Đấy, không ngờ là cái dịch vụ xe khách bây giờ đấy, cái chỗ vệ sinh ấy, cũng rất tiện lợi, sạch sẽ lắm. Đây là cái chỗ bên ngoài xe nó đang đợi. Thì ra đến cái chỗ xe đợi này thì các anh tài xế và phụ xe các anh cũng chỉ dẫn rất tận tình. Xe mình đi là hướng nào các anh ấy hỏi là các anh ấy chỉ xe cho luôn, dẫn ra tận xe chỉ đây, xong rồi mời vào chỗ mát ngồi. Đấy. Để chờ một tí nữa thì xe mới chạy thì các bác ra xe. Chứ ra xe sớm quá thì nó nóng. Như thế là thấy nó khác hẳn. Bây giờ không có bốc vác, không có chèo kéo, không có gì cả. Mua vé xong là nó như là ra ngồi chờ sân bay vậy đó. Thế thì lên xe khách này thì cũng thấy rằng cái anh phụ xe này anh mới mới xem vé của mọi người thì anh mới thấy này, cái vé mà đi mua chung này này, cái chỗ mua chung này thì người ta sẽ bán theo tuyến tỉnh, còn đi vào trong cái hãng của nó ở đầu đằng kia đấy, đây nó có cái chỗ bán vé theo hãng ấy, thì người ta lại bán theo cung, có nghĩa là cung đường gần thì là ít tiền hơn là cung đường xa. Còn nếu mà bán theo cái chỗ bán chung kia là ví dụ như về Hải Dương là 80.000 là 80.000, nhưng vào cái chỗ chỗ hãng của người ta đây thì cái cung đường về đến Gia Lộc chẳng hạn thế là chỉ có 70 thôi. Đấy. Về đến Tứ Kỳ thì là mới 80. Cho nên anh ấy chỉ dẫn rất tận tình và mình cũng thấy rằng là hiện nay cái xe khách như thế là rất tốt và nó có cạnh tranh. Và phục vụ xe thì rất mới. Đấy, xe rất mới, đi thì mát mẻ. Cho nên thấy rằng là nhiều khi đi xe khách nó lại tiện hơn là lái xe đi. Thế thì qua cái lần đi xe khách lần này thì cũng xin báo cáo trải nghiệm của mình với các bác như vậy. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.